nó lấy đó mà tới bữa nay nó chưa lấy nữa. Còn cái búp búp là ta lấy hết ha. Búp này hôm mà biển đây tới bữa 25, 26 mà cái cảnh nó không lấy đó ha. Là bắt đầu là quay ngang là đếm cho người ta hết luôn. Đếm là toàn bộ chân luôn đó. Vậy ha. Chứ hôm mà cái cảnh nó không lấy rồi bây giờ là nó bắt buộc nó phải bỏ cọc. Vậy là ba nó giao cọc cho mình rồi hay gì à? Nó dặn cọc cho mình rồi mà tới bữa nó hứa với mình là bữa 20 nó lấy. Dạ. Mà bữa 20 nó không lấy là bắt đầu là quay ngang rồi mình nên bán chủ quyền bán cho người khác. Dạ. Cũng như đã mình đợi cho nó là tới bữa 23 mà nó không lấy là mình phải bắt buộc phải bán rồi. Chứ không lẽ mình đằng này mình ôm số bông nó lại mình ăn. Không tôi nói phải không? Dạ. Thì là như vậy là mối lái đã dặn là mình đã đưa cọc cho mình rồi ha. Ừ. Nhưng mà tới giờ này thì thấy nó đề điện cho nó mất máy hay là lý do tại không sao? Có cũng như tôi đằng này tôi mất cái số điện của nó đi. Rồi thành thử ra nó đằng này nó có còn số điện của tôi. Dạ. Mà nó không chịu điện rồi tôi biết được đâu tôi gỡ. Dạ. Là người phải mà nó mua nó dặn rồi cả khoảng chừng bữa 20 nó không có vô nó lấy rồi. Nó cũng phải nó chạy vô rồi nó cũng nói với tôi một tiếng rồi anh ơi. Bây giờ tôi tới bữa 23 hay bữa mấy đó tôi lấy. Dạ. Để tôi nguyên một hàng đó của tôi. Dạ. Rồi giá nào tôi cũng phải lấy mà bây giờ nó đằng nãy im ru rồi nói anh như vậy rồi sao vậy? Dạ. Là tới đây bữa nay 22 ngày mai 23 mà tối ngày sáng ngày mai 23 mà nó không lấy đó. Dạ. Là tôi đằng này là đưa mối khác ha. Là tôi phải bắt buộc tôi phải đưa lại mối khác rồi đó. Cái số bông kia thì nó hơi nở nhiều ha. Bởi vì hồi cái lúc nó mua đó là nó chưa có nở. Dạ. Rồi bây giờ á tôi đằng này tôi để bởi vì người ta lại người ta đếm á. Tôi nói cái đó rồi người ta dặn cái đó tôi người ta dặn gọi cho người bây giờ nó đằng này nó không chịu lấy lại tôi. Là tôi đằng này hôm mà miễn nó vô mà cái cảnh mà nó bẻ kèo đó là tôi đền nguyên một hàng bông đó luôn á. Dạ vậy là năm nay là anh làm được bao nhiêu chậu vậy anh? Tới 2000 chậu à. Dạ. À, cái số chậu của nó là khoảng bao nhiêu chậu? 500 chậu mà người ta lấy hết mà 100 chậu rồi. Dạ. Là còn lại 400 ha. Ừ. Giờ mới lấy là nó chắc tới giờ này thấy nó êm ru cũng biết rồi. Vậy đó. Ừ. Năm nay em thấy cái thời tiết thấy nó có thuận lợi cho mình không ạ? Thuận lợi chứ. Năm nay dặn thời tiết thì nó mình trồng bông này nó đạt. Dạ. Nó thuận lợi hơn mùa năm. Dạ. Mỗi năm á mình trồng á là dạng thời tiết nó lạnh là bông nó không bao giờ không được nở. Yeah. Ừ. Nếu mà thời tiết lạnh nó không nở ha. Ừ. Yeah. Nó cứ nó cầm vậy hoài luôn á. Nó búp búp vậy hoài ha. Ừ, nó đằng này nó không chịu nở. Yeah. Năm nay thấy im ha. Ừ. Năm rồi tôi đằng này tôi mua dạng giống nó giàu giống tầm bậy á. Nó giàu giống mà 45 á. Dạ. Ăn giống lùng tè. Dạ. Lùng hơn cây này nữa. Là cái vậy là cái bông của mình là cái bằng thỏ gì anh? Dạng mà này F2. F2 ha. Ừ. Dạ. Vậy là cái người mối đó ở đâu? Người mối đó ngoài Chi Tôn này nè. Vậy ha. Ừ. Cũng vô đây cũng sát bên mà chứ đâu phải xa đâu mà kỳ vậy. Thì đó bởi vậy mới nói. Dạ. Nó không gầy tôi đằng này tôi bán đâu mà chứ tôi một lát nữa là nó xuống nó lấy 150 chậu nữa nè. Thiếu nó mối xuống lấy hay là sao anh? Lát nữa mối xuống nó lấy 150 chậu ở đây nè. Dạ. 150 chậu rồi bữa 25 26 là vô là đếm 1000 chậu ở đây hết luôn. Dạ dạ. Cảm ơn anh ha. Dạ. Con đi đẳng hay vậy? Con đi đẳng đi cho chè tốt chưa gọi mà. Nhưng mà cái mà sâu. Anh này anh làm bông rất là tốt ha. Cây bự bự không? Dạ em cũng cảm ơn anh chủ bông chia sẻ ha. Rồi. Trời ơi, năm nay giấy như vậy chứ quan năm tôi lần này tôi trồng thành
cũng đạt được gian gì nữa mà. Ừ. Trong mấy vườn bông em thấy bông của anh là trồng cây rất là to ha. Ừ. Cái to ghê luôn. Vậy cái bông nó mới chắc. À, mọi người ơi, thì chủ vườn cũng rất lo lắng vì khi năm nay thì mối lái lấy hoa rất là phức tạp nha mọi người, không có được như mọi năm, thì bỏ cọc đôi khi bỏ tiền bỏ cọc luôn á mọi người. Bây giờ thì anh chủ vườn anh cũng rất lo lắng vì những hoa của mình cũng cận những ngày Tết rồi mà mối lái thì nó cứ dặn kèo bé ống hoài, thành ra anh rất lo lắng khi mà qua mình càng ngày nó càng nở thêm gần chắc Tết rồi. Xịt thuốc kìa.
Nay tới bữa 25 chắc ta mới mua nhiều ha. Đây bữa 25 ta đằng này ta lấy hết rồi. Vậy hả? Ta. Cái này có lái rồi ha, có mối ha. Này biến ta hết trơn rồi đó. Dạ. Yeah. Chỉ còn có vàng bông nở đó đó, vàng bông nở đó tôi chưa có ấy. Cũng như mình bán rồi, cũng như đây là người ta chưa có ta không có mua. Thấy nở quá nó không lấy ha. Có người đặt cọc rồi một hàng đang cắm cây đó. Ừ. Người nhà không biết giờ tới là bữa 20.